Thưa quý vị, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết 4 tháng đầu năm nay đã có gần 15 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam, cao nhất so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây. Tại Đà Nẵng, thu hút FDI vào thành phố cũng đang trên đà khởi sắc. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 44 dự án FDI cấp mới với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 361 triệu đô la Mỹ. Lũy kế đến nay, có 728 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 3,3 tỷ đô la Mỹ. Theo dự toán của cục đầu tư nước ngoài, Đà Nẵng hiện đang xếp thứ 16 trong số các địa phương thu hút FDI lớn nhất nước. Điều đáng mừng các dự án đó đều có chất lượng, thuộc các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin, du lịch nghỉ dưỡng phù hợp với chiến lược thu hút của Đà Nẵng. Những tháng cuối năm 2018 và đặc biệt đầu năm 2019, chúng ta đón nhận hoàn loạt các dự án lớn của các nhà đầu tư lớn trong những cái lĩnh vực mà Đà Nẵng đang khá khắc khe chọn lọc à, mà các nhà đầu tư đã đến. Tôi cho đây là một cái cái sự khởi đầu cho một giai đoạn mới. Không chỉ thu hút vốn đầu tư tăng mà việc tiếp cận thu hút đầu tư cũng theo hướng bền vững hơn. Minh chứng rõ nhất là thành phố thu hút một loạt các dự án FDI công nghệ cao quan trọng như dự án nhà máy sản xuất nén khí và robot hút bụi trị giá 87 triệu đô la Mỹ, nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Đà Nẵng Sunshine với tổng mức đầu tư 170 triệu đô la Mỹ. Nhà máy sản xuất lắp ráp thiết bị điện tử với mức đầu tư 70 triệu đô la Mỹ. Qua cái tòa đàm mùa xuân 2019 chúng ta thấy rằng là thành phố cũng đã thu hút được một cái lượng vốn đầu tư cũng khá là lớn và đặc biệt là quan sát các nhà đầu tư các doanh nghiệp tham gia vào các dự án này là những cái dự án có chất lượng, có hàm lượng công nghệ cao. Thì tôi nghĩ rằng đó là những cái tín hiệu khá tích cực bởi vì những cái doanh nghiệp những nhà đầu tư mà có hàm lượng công nghệ cao có chất lượng thì thường người ta yêu cầu về cái môi trường kinh doanh cũng khá là khắc khe và khi chúng ta đã thu hút được những nhà đầu tư như vậy thì nó cũng phát cái tín hiệu rất tốt để thu hút thêm những nhà đầu tư chất lượng hơn từ các cái khu vực khác sẽ đến với thành phố Đà Nẵng trong cái thời gian đấy. Thực hiện năm tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư trong quý 2 năm 2019, Đà Nẵng sẽ tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các sở ngành thực hiện một số hoạt động, cụ thể như hoàn thiện cơ chế chính sách, hoàn thiện cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư, tập trung chuẩn bị thủ tục xúc tiến các dự án trọng điểm động lực cần thu hút đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư tại chỗ cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Là những cái động thái tích cực đó và thêm những cái nỗ lực về cải cách thủ tục hành chính và thêm những nỗ lực về biến những cái cam kết thành hành động. Và chuyển hóa được những cái quyết tâm của lãnh đạo cũng như chủ trương của lãnh đạo thành phố đến từng cái cấp cơ sở đến từng cán bộ công chức thì nó sẽ giúp cho cái việc là cán bộ công chức làm việc hiệu quả hơn của bộ máy hành chính vận hành tốt hơn sẽ phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp thì nó sẽ tạo cái thú hích trong cái thu đầu tư trong cũng như phát triển doanh nghiệp trong cái thời gian đấy. Thanh nghị quyết 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng sẽ trở thành đô thị lớn, sinh thái và thông minh, là trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thành phố biển đáng sống đạt đẳng cấp khu vực châu Á. Theo đó, Đà Nẵng sẽ có những hoạch định điều chỉnh chiến lược phát triển thành phố phù hợp với nghị quyết 43, nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh và khắc phục những tồn tại. Công tác thu hút đầu tư cũng được Đà Nẵng đặc biệt chú trọng theo hướng vừa để mạnh, vừa lựa chọn cân nhắc kỹ để bảo đảm tính bền vững đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và các nhà đầu tư đặc biệt là khả năng thực thi theo đúng quy định của pháp luật